Phạm Băng Băng năm 19 tuổi đẹp đến mức ngất xỉu, khí chất không vướng bụi trần. Loạt khoảnh khắc thuở chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí của Phạm Băng Băng khiến ai nấy đều phải trầm trồ xích xoa. So với dàn tỷ hoa đáng chiến ít ngày nay lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ Photoshop, Phạm Băng Băng chính là tượng đài nhan sắc nhờ vẻ đẹp trời phú, hoàn toàn không trải qua dao kéo. Không chỉ ở Trung Quốc, visual của mỹ nhân họ Phạm còn gây tiếng vang khắp toàn châu Á và vươn xa tới tầm quốc tế. Nữ diễn viên chính là một trong những nhân vật được mong chờ nhất tại thảm đỏ các sự kiện đình đám. Mới đây, một tài khoản mạng xã hội bất ngờ chia sẻ hình ảnh của Phạm Băng Băng năm 19 tuổi. Không hổ danh là nữ thần nhan sắc đình đám xứ Trung, nàng võ mỹ nương khiến ai cũng phải trầm trồ với visual hoàn mỹ. Từ gương mặt nhỏ nhắn cho tới nước da trắng mịn, Phạm Băng Băng gây ấn tượng mạnh bởi khí chất băng thanh ngọc khiết không vướng bụi trần. Ý thức được nhan sắc của mình có tầm ảnh hưởng tới nhường nào, tình cũ Lý Thần luôn chăm chút và đầu tư hết mình. Giờ đây khi bước sang tuổi 40, Phạm Băng Băng vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng với visual hách tuổi thần sầu. Trong những tấm hình chụp tại hậu trường sự kiện, mỹ nhân hạng ICBiz chứng minh cho người hâm mộ thấy cô nàng vẫn thừa sức đè bẹp đàn em trên đấu trường nhan sắc. Không bị dấu hiệu lão hóa tấn công, nét đẹp của nữ diễn viên võ mỹ nương truyền kỳ giống như bị thời gian lãng quên. Cách đây 4 năm, Phạm Băng Băng vẫn là ngôi sao nổi tiếng bậc nhất của showbiz Trung Quốc. Cô được mệnh danh là nữ hoàng thảm đỏ, luôn xuất hiện với dáng vẻ sang chảnh, váy áo chân diện lộng lẫy. Phạm Băng Băng chia sẻ, ngày trước do bận rộn công việc, cô không có thời gian dành cho bản thân và cha mẹ. Hiện tại, người hâm mộ có thể dễ dàng bắt gặp nữ diễn viên đi chơi cùng bạn bè trong trang phục thoải mái. Mỹ nhân Phạm gia cũng thay đổi phong cách từ gợi cảm sang trọng trở nên dịu dàng, kín đáo. Cô thường xuất hiện một mình thay vì luôn có ekip tháp tùng. Khán giả yêu mến Phạm Băng Băng đánh giá, cô có khí chất, ngoại hình nổi bật mà không nghệ sĩ Trung Quốc nào thay thế được. Vì vậy, sự vắng bóng nữ hoàng thảm đỏ khiến các lễ trao giải trở nên kém sắc hơn. Hồi giữa năm 2018, Phạm Băng Băng khiến showbiz hoa ngữ chấn động khi vướng vào bê bối trốn thuế. Cô phải nộp phạt lên tới 128 triệu đô la Mỹ, gần 3.000 tỷ đồng. Scandal lớn khiến Phạm gia lao đao một thời gian dài. Nhiều nhãn hàng cô từng làm người đại diện đã hủy bỏ hợp đồng, thậm chí một bộ phim bom tấn cũng gạch tên nữ diễn viên. Ngoài trừ dự án điện ảnh 3-5 năm, đến nay Phạm Băng Băng chưa có tác phẩm mới. Trang cá nhân cũng giảm lượng tương tác so với trước. Phạm Băng Băng vẫn đang tìm cách quay lại giới giải trí. Cô chụp ảnh tạp chí dự sự kiện có quy mô vừa phải. Tuy nhiên với những scandal liên tiếp của Trịnh Sảng, Ngô Dực Phạm, Trương Triết Hạng, Triệu Vy, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc đã đưa ra quy định cấm các ngôi sao có vết nhơ về đạo đức, luật pháp xuất hiện trên truyền hình. Do đó những nghệ sĩ trong tầm ngắm như Phạm Băng Băng chắc chắn bị kiểm soát chặt hơn. Sina nhận định Phạm Băng Băng khó có thể đóng phim tiếp, chứ đừng nói đến việc trở lại thời kỳ đỉnh cao. Tương lai nghệ thuật của nữ diễn viên võ mỹ nương truyền kỳ có thể đóng lại vĩnh viễn, nhưng cô đang khá thành công khi chuyển hướng sang kinh doanh mảng mỹ phẩm làm đẹp với công ty riêng mang tên Fan Beauty Secret. Tháng 11 năm 2020, doanh số bán hàng của công ty đạt 54 triệu nhân dân tệ, 8,3 triệu đô la Mỹ. Từ tháng 7 năm 2021, Fan Beauty Secret mở rộng kinh doanh không chỉ mỹ phẩm, sắp tới cô kinh doanh quần áo, tổ chức sự kiện và quản lý nghệ sĩ. Dù không thể đóng phim, tham gia các show truyền hình hay góp mặt tại các sự kiện chính thống, nhưng Phạm Băng Băng vẫn có thể duy trì danh tiếng của mình với người hâm mộ thông qua các tài khoản cá nhân hoặc phát triển sự nghiệp tại nước ngoài. Trong những năm qua, người đẹp xuất hiện trên nhiều ấn phẩm thời trang của Mỹ, Singapore, Việt Nam. Dù bị cấm sóng tại Trung Quốc, nhưng với khán giả quốc tế, Phạm Băng Băng vẫn là cái tên hoa ngữ có sức hút.